Hello, chào các bạn, lại một video ô tô nữa. Và mình đang đứng. Cái đằng này là chỗ người ta đỗ xe và sạc xe đằng kia. Chỗ này là chỗ sạc xe điện. Ở đây là mình đang đứng trước một dàn Audi e-tron. Những cái dàn xe này được gọi là S-Line 50 Quattro. Hai cái em xe mới này là có giá tầm 74.000, hơn 74.000. Trả góp sẽ là trả trước 15.500. Thêm phụ tùng màu mè khác nữa. Ở Đức mà chạy bằng xe điện mình thấy khá là ổn, bởi vì là cái trạm sạc ở đâu cũng có, cũng rất là dễ tìm. Nhưng mà vấn đề là khi mà đi xe điện ra nước ngoài chẳng hạn thì nó lại không được ổn lắm, nên là có lẽ vẫn phải dừng xăng. Đây, giai đoạn này mới gọi là các xe của cái Audi đây. Nhìn cái bãi này to thích quá các bạn ạ. Ôi, đứng đây to quá. Trời trong xanh đẹp quá các bạn ơi. À, nắng mình thích cái màu mè loẹt loẹt như này. Đấy, mình sẽ đi xem mấy em màu đỏ này nhá. Cái em xe cũ này, giá cũ mà trông cả cái bãi to đùng luôn. Ôi dồi ôi, bạt ngàn xe này. Đi không? Đây. Đây, xe cũ sẽ tham khảo con em này trước nhỉ. Em này là Audi A1, chạy được hơn 5.000 cây, có giá là gần 25.000, khoảng tầm 600 triệu nhà mình. Em này xuất xưởng vào năm 2021, đi được hơn 5.000 cây, vẫn còn mới. Nếu mà trả góp thì sẽ phải trả tầm 250 mỗi tháng, tính ra là cũng khoảng tầm 6 triệu. Mình xem chú hàng xóm, chú hàng vàng. Cái màu vàng này là có giá hơn 27.000. Chạy được 15.000 cây, xuất xưởng là vào năm 2022. Màu vàng đẹp quá ta. Cũng là cái em A1 đấy. Em màu trắng này thì có giá là gần 30.000, 29.400. Khoảng 750 triệu. Chạy được hơn 7.000 cây, xuất xưởng năm 2022. Rồi, sau đến đây là em Audi dã chiến rồi. Em này là em xe thể thao. Em này là Audi RS V8. Em này là xe mới, không phải xe cũ. Giá hơn 180.000. Hơn 4 tỷ rưỡi. Và em này đã được bán rồi các bạn ạ. Nhìn em này dạ chiến. Đây là em Audi Sport A5. Giá hơn 85.000 nhà mình. Nhìn cái bãi này thích quá các bạn ạ. Nhiều ô tô quá. Ở đây là chỉ có Audi thôi các bạn. Mình thì ban đầu không thích Audi lắm đâu, bởi vì do cái logo của nó như kiểu logo Olympic ấy, mình chả thích tí gì cả. Nhưng mà các cái dòng xe của Audi mình thấy cũng khá là đẹp, và nó rất là combi, nó rất là tiện lợi. Xe cũng to, nhìn trông nó cũng rất là khỏe khoắn. Mình thích những cái xe kiểu trông nó dã chiến một chút. Hoặc là đã cute thì cute hẳn như là Mini Cooper. Ở đây là mấy cái em này là tầm giá 20.000, dưới 50.000 đây, nên là giá nó tầm 23-24.000. Còn đây là một em Q3, đi được hơn 25.000 cây và có giá là 35.700. Các bạn tự quy ra tiền Việt này. Bây giờ nó đang tăng dần lên rồi các bạn. Bây giờ lên 25 rồi. Còn đây là một em Audi A4. Em này có giá là gần 30.000, 29.900. Xuất xưởng năm 2018, đi được gần 40.000 cây. Mới quá ta. Lại một em màu đỏ nữa. Mình sẽ ưu tiên cho em màu đỏ các bạn nhé. Đây là em Audi RS4. Xuất xưởng vào năm 2019, đã đi qua hai chủ rồi. Đi được hơn 31.000 cây, có giá là 68.700. 68.780, các bạn tính ra tiền Việt là bao nhiêu? Các bạn thấy em này về nhà mình
Cũng phải gần 2 tỷ ấy chứ. Em này đẹp phết đấy chứ nhở. Các bạn thấy đẹp giống mình không? Mới quá ta. Đây cũng là một em. Em này cũng là Audi A4 nhá. Em này là có giá 34.880. Đi được hơn 65.000. Xuất xưởng năm 2020. Đây. Để ngoài này chim nó ị hết. Đây là Audi TT Coupe 45. Xem bên trong. Em này đi được hơn 12.000 cây số, xuất xưởng vào năm 2020. Có giá là hơn 41.000. Mấy cái em xe ngầu ngầu này ngốn xăng lắm các bạn ạ. Đi ở trong thành phố là cũng phải 9-10 lít cho 100 cây số. Thời buổi xăng đắt đỏ nên bây giờ ai mà mua xe chắc cũng phải để ý đến cái em xăng như thế nào. Chứ không vim một cái là hết. Còn đây là em Audi A6 có giá là 53.700. Em này là xuất xưởng năm 2019, đi được gần 40.000 km, có giá là 53.700. Đây là một dàn những cái dòng A và một số những ô tô đã được bán rồi. Verkauft, các bạn nhìn thấy Verkauft không? Verkauft là đã được bán. Đây là em Q8, Q8 này, mình gọi là Q8 này đúng không? Nhìn em này ngoài dã chiến vãi, to hay to? To gần bằng mình. Mình cao 1m63. Mic hôm nay mình cài sai chế độ, thế là thu hết cả tạp âm bên ngoài vào. Em này ở đây không đề giá. Em này có giá là hơn 81.000. Tính ra là khoảng tầm hơn 2 tỷ nhầm. To hơn hẳn so với mấy cái em ở đằng kia. Đây là một cái em Q2. Em này xuất xưởng năm 2018, đi được 71.000 km, có giá là 20.000, gần 21.000 đấy. Mất có, nếu mà trả góp thì chỉ mất có 249 mỗi tháng thôi, cũng ok. Ở đây là một số dòng xe của Skoda. Skoda cũng là cái dòng xe mà ở Đức người ta rất hay đi, bởi vì nó rẻ. Đấy, những cái dòng xe này mua bảo hiểm nó rẻ, thuế nó cũng rẻ này, bảo trì bảo dưỡng nó cũng rẻ này, nên là cái dòng Skoda này, Skoda này hay được đi lắm các bạn ạ. Ví dụ như những cái người mà mới có bằng lái xe chẳng hạn nhé, là các bạn ấy thường hay đi mua xe cũ và những cái xe rẻ. Bởi vì là khi mà các bạn mới có bằng lái xe và các bạn mua ô tô các bạn đi thì cái bảo hiểm nó cũng cao hơn những cái bảo hiểm cho những người đã đi xe lâu năm rồi. Bởi người mới đi xe là hay dễ tai nạn mà, nên là người ta sẽ trạc mình nhiều xe hơn. Đấy. Ở đây có một số dòng xe của Skoda hoặc là những cái dòng xe Volkswagen. Đó thì mấy cái dòng xe này nó rẻ. Đi lên trên đường ở Đức ấy, trừ khi là các bạn đi những thành phố lớn hoặc là những nơi có nhiều người giàu ấy, thì người ta mới hay đi những cái dạng sport auto. Khi mà các bạn sang Thụy Sĩ, các bạn sẽ thấy những cái xe kiểu Porsche này, Audi, BMW, những cái xe gọi là tầm cao luôn ấy, xe xịn ấy, ở Thụy Sĩ nhiều lắm các bạn ạ. Đấy, ở đây có mấy con xe Volkswagen. Mình nghĩ là mua ô tô ở nước nào cũng vậy, mua xong còn phải nuôi nó nữa. Ví dụ như ở bên này nhá, là các bạn cũng phải đi bảo trì bảo dưỡng thường xuyên. Ít đi thì chắc là 2 năm đi đến inspection một lần. Còn nếu không thì cũng phải mỗi năm một lần. Mỗi lần đi inspection là các bạn sẽ phải trả khoảng tầm 300-800. Rồi mỗi lần mà các bạn đi bảo trì bảo dưỡng meo cái lại mấy trăm ơ liền. Đấy, xong rồi tiền bảo hiểm này, xong rồi tiền bảo hiểm này, tiền thuế. Nếu mà mua xe điện ấy thì cái tiền thuế nó rẻ hơn rất là nhiều. Và nó còn ở bên này ý, người ta còn căn xem là bạn đi nhiều hay đi ít thì cái tiền bảo hiểm nó sẽ nhiều hay ít. Ví dụ ở bên này mà xe ô tô càng to càng xịn thì những cái chi phí bảo hiểm đấy càng mắc. Đây là những cái dòng kiểu Skoda hay là Peugeot ý, là những cái dòng xe nó có nhiều cái dòng xe giá rất là rẻ. Những cái em ô tô như thế này ý, mình thấy cái nội thất bên trong khá là đẹp. Mình đều thích tất cả những cái nội thất của Audi. Tất nhiên là những cái em Audi mà giá mới ý, khoảng tầm 40-50 nghìn, chứ còn Audi thì có nhiều loại. Có những loại Audi giá rất là thấp luôn đi thì nó cũng tèo tèo mà. Kể cả BMW thì cùng là một hãng nhưng mà nó sẽ có những cái tầm thấp, tầm trung, tầm cao đúng không? Em này cũng ngon à.
thêm Audi đẹp này. Mình thích cái kiểu như này. Giá 115.000. Hỏi rằng là ở Đức có hay đi Toyota không? Thì đây, mình đang đứng ở trước một bãi xe của Toyota. Đây là các xe cũ. Còn đằng này là các xe mới. Đấy, bây giờ mình đi sang cái chỗ cũ nhá. Là mình có qua trước một chút mình xem người ta có định giá tiền hay không. Là ô tô Toyota cũng là một trong những xe mà có trả phí bảo hiểm khá là thấp. Đây là một em Supra. Em này là Toyota Supra, xuất xưởng năm 2019, đi được gần 59 km, có giá là gần 50.000 ư, gần tỷ. Thế em này là của mẹ, không phải là của Toyota. Đây là của em Porsche Boxster. Porsche mà giá kiểu tầm 20-30 nghìn chẳng hạn nhá. Mình nghĩ là mua mấy cái em Porsche này xong nuôi xe cũng ngốn lắm các bạn ạ. Đi 100 cây mình ngốn cho tận 10 lít xăng trong nội thành. Cái chỗ này là xe cũ là nhiều loại xe chứ không phải chỉ có Toyota. Đây, Mini Cooper. Mini Cooper, mấy cái Mini Cooper này xinh xinh rồi. Mấy em Mini Cooper ở đây là tầm 28.000. Nhưng mà mấy em này nhìn không đẹp lắm. Đây, Mini Cooper ở đây, có ai mua em này không? Em này chỉ có giá 14.000 thôi. Đấy, xinh xinh đây rồi, một mình đi thôi. Em này là siêu cổ luôn này, xuất xưởng năm 1996. Đi được 64.000 km. Đấy, em này có ai chơi không? Mình phải tí tí. Xinh xinh như đồ chơi. Đây, em Mini Cooper. Đúng là kiểu mini luôn đúng không? Em này phải là cụ tổ của loại cổ. Mới tí. Em này là rất là phù hợp cho các bạn nào 1m4 hoặc 1m5. Đấy, đúng không? Thấy chưa? Bơm xăng đây. Ôi dồi ôi, xe này mà về là thôi nhất của đất luôn. Khiêm có, hiếm có, khó tìm. Tưởng tìm xe này ở Đức mà dễ, không thì có đâu. Đi bao nhiêu nơi mới thấy được một cái em này. Quay máy ảnh không nhìn được bên trong. Còn đây là em Hyundai i10, xuất xưởng năm 2019. Em này có giá là gần 10.000. Em này là xuất xưởng năm 2014, đi được hơn 90.000 km. Đấy, nhỏ nhỏ nữa thôi, mấy em này cũng thế. Ở đây có nhiều hãng ô tô lắm các bạn. Nhiều hãng ô tô lắm. Đây, mấy em này, à, Lexus. Ví dụ như em này là BMW 320, có giá là 36.590 đã sale này. Là đi được 45.667 km, xuất xưởng năm 2020. Đây là mấy em Toyota tầm 10.000-11.000. Mấy cái em nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi, 10.000. Như em Toyota này đi được gần 40.000, có giá là 10.000, xuất xưởng năm 20. Đấy, xem vài con đấy thì cũng chả có gì mấy. Nhưng các em ở đây cũng tầm tầm giá hơn 10.000. Hello các bạn, mình đang ở một bãi khác. Thành phố của mình có nhiều bãi ô tô cũ ra phết thôi các bạn ạ. Lần sau mình sẽ đi đến bãi BMW và Mercedes sau. Không thì lần sau không có video mà làm các bạn ạ. Mình thấy các bạn có vẻ rất quan tâm đến ô tô của Đức. Thành vì là mình ở một cái bãi khác. Bãi này nhỏ hơn. Và nhưng mà ô tô cũng đắt ra phết đấy các bạn ạ. Không phải là ở trong cái bãi này mà ô tô rẻ. Từ nãy giờ mình đi chỉ
mấy cái ô tô của mấy cái bãi kia xem ô tô toàn trên 10.000 với hai mấy nghìn. Nhưng mà mấy cái hãng của Audi trên 20.000 mình thấy được phết đấy. Mình sẽ quay cho các bạn tiếp BMW nhá. Chứ mấy cái xe hãng khác thật sự thì bản thân mình không quan tâm lắm. Nó có rất nhiều hãng xe. Và bắt đầu dần dần là mình đã để ý đến những cái ô tô nào mà có tiết kiệm xăng nhất. Mấy cái xe BMW là cứ khoảng tầm 7-8 lít xăng 100 km thôi. Nguyên như xe này có vẻ ít này. Em này là Mercedes-Benz C220, xuất xưởng là vào năm 2014, đi được 79 km, có giá là 24.999. Ví dụ như em này nhá, ngốn nhiều nhất thì cũng chỉ có 5,2 lít xăng trên 100 cây thôi. Đi ra ngoại thành là 3,7 lít, ngốn ít xăng. Một em BMW khác, BMW 530D, xuất xưởng năm 2015, đi được 158.000 km và có giá là gần 24.000 €. Còn đây là em BMW X1, xuất xưởng năm 2012, đi được 139 km, có giá là 17.750. Biết ở Đức dòng xe nào được yêu thích nhất? Dòng xe yêu thích nhất ở Đức đấy là Volkswagen, sau đó là đến Mercedes, sau đó là đến Audi và cuối cùng mới là BMW các bạn ạ. Đây đây có nhiều em BMW trong dạ chiến tất phết. Em này to gớm. Em này là BMW X5, xuất xưởng năm 2012, đi được 139.000 km, có giá là gần 27.000 €. Đi trong thành phố 100 km sẽ ngốn khoảng tầm 8,7 lít xăng. Hôm nay giá có hơn 11.000 thôi các bạn ạ. Đây là gần 12.000, 11.990 €, gần 12.000. Gần 12.000 là khoảng tầm 300 triệu nhà mình không? 300-400 triệu nhà mình. Em này là xuất xưởng năm 2010, đi được 89.000 cây. Đây là xe số các bạn. Mình chỉ ưu tiên các em xe tự động thôi. Học nó cũng dễ hơn nữa. Đây là cái MV X1, xuất xưởng năm 2013, đi được 128.000 cây, giá có 15.000 rưỡi. Trông mới các bạn ạ. Em này trông mới thôi. Từ năm 2012 mà còn mới ghê cơ. Ra bãi của Audi thấy các xe màu mè, mình cũng thích. Ở đây toàn màu đen, màu trắng, màu ghi thôi. Thì đây cũng là những cái màu cơ bản của người Đức yêu thích. Màu ghi này, màu bạc này, màu đen này, những cái kiểu màu như thế này này. Em dòng nào nữa không ta? Các bạn nhìn mãi mấy cái dòng này, chán quá. BMW thì nó cũng giống thế. Dụ vào trong cái bãi của Audi nó có nhiều màu mè, thành ra thấy nó mới. Đấy, chỗ này là cái chỗ sửa chỗ ô tô đấy. Werkstatt. Hết rồi. Thế là còn nữa, nhưng mà những cái mẫu ô tô đấy mình cũng sâu nhiều rồi. Đây, cái ô tô này giá có 12.000 này, BMW đây. Em này vừa 2. Đây là em BMW X3, xuất xưởng năm 2008, đi được 128 km, số sàn giá 12.000. Cũng vẫn sâu được bạn xem. Nhìn mới các bạn ạ, nhìn mới lắm. Mua chứ, mua mấy cái em này ai bảo đi 12.000. Ai bảo xe này là 12.000 €. Thôi, mình nghĩ là video này cũng đã đủ dài rồi. Và để dành cho các cái video sau mà nói về ô tô các bạn nhé. Hy vọng là các bạn lại thích và ủng hộ những cái video về ô tô như thế này và những cái video khác của mình nữa. Đó, đây là bãi ô tô cũ đây. Ok các bạn, video này có lẽ là quá là dài rồi. Mình không biết là mình có phải cắt hết không. Hẹn gặp lại các bạn vào các video sau. This is the next one. Cheers.